Mình rất lo là gội đầu nhiều sẽ làm mất chất bảo vệ da đầu và hư tóc. Nhưng khi đi ra ngoài đường, nắng nôi rồi bụi bẩn, không gội đầu thường xuyên sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Mình nghe quảng cáo là Dove mới có chất dưỡng ẩm cho tóc, thấy cũng là lạ. Dầu gội dưỡng ẩm Dove mới phục hồi độ ẩm đã mất cho tóc. Sau khi dùng thử dầu đầu Dove, mình cảm thấy tóc mình mát hơn, mượt hơn và không cần phải lo lắng gì nữa. Bây giờ thì mình rất là thoải mái khi đưa tay lên vuốt tóc của mái tóc của mình. Dầu gội dưỡng ẩm Dove mới cho mái tóc mát nhẹ và mượt mà.